ngồi bởi vì đây là một nước thân thiện và cũng khá là gần gũi với cái nét văn hóa của người Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay khi Mario Moro xuất hiện ở đây để dành tặng các bạn nhiều thông tin thú vị thì chúng ta chắc chắn là sẽ có những chuyến du lịch tuyệt vời hơn vào dịp hè này. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng gặp gỡ với nhân vật đặc biệt trong buổi tối hôm nay, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách đặc biệt đã cùng có mặt với tất cả chúng ta. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu bà Walelak Nói Phayat, giám đốc khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương, Tổng cục Du lịch Thái Lan. Nhân vật thứ hai xin được trân trọng giới thiệu bà Namasorn Tha Khải, giám đốc khu vực Thái Lan, đại diện văn phòng tại Hồ Chí Minh. Và nhân vật thứ ba xin được trân trọng giới thiệu bà Chowani Wanthana Sorn Thanh,